Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Ở đây anh em khi anh em đeo kính thì anh em nhìn thấy kính cái bài sẽ như này. Đấy, thì đây là con át này anh em này. Đó. Con át cơ này. Con hai này. Anh em chơi bài mà chơi nhìn như bài ngửa này anh em chiến sẽ chiến thắng 100%. Đó, anh em nhá. Con ba anh em nhìn này. Đó, rất là rõ ràng với anh em nhá. 4 này. Anh em nhìn rõ, đây còn có hai cái con khác nhau nhất đó là con 9 và con 10. Thì con 9 là cái móc chìa khóa như này. Đó. Con 10 thì nó là hình dấu cộng. Thì nó chỉ có hai con này là khác nhau nhất. Còn JK 1 2 3 4 5 6 thì nó như bình thường. Đó thì cái này có thể nhìn thấy chất. Đây, chất là đánh dấu ở góc này. Đấy thì mỗi con mỗi một loại chất khác nhau thì đánh dấu ở bên khác nhau. Thì con quy anh em này. Đó thì bỏ kính ra thì này, cái lá bài lại trở về bình thường như này. Xin chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay mình làm cái video để giới thiệu để anh em cái sản phẩm thì mình phân phối là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng các bạn alo cái số điện thoại cho mình này 0984 8049 để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Thì không làm mất thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn cho các bạn này. Để mình bỏ một cái lá bài này ra. Thì đây, đây là cái cấu tạo của đây một cái bộ một hộp kính Mỹ. Đây, các bạn nhìn này, Made in USA. Thì cái cấu tạo bên trong của nó này nó sẽ bao gồm một cái lọ, một cái đựng kính này, khi anh em đi chơi anh em phải để đựng cái kính vào trong túi quần. Đấy, đến chơi thì anh em đeo. Và một cây đeo kính. Đây là cái cây giúp anh em đeo kính rất là tiện lợi. Đây, bên trong này chứa một bộ kính. Thì cách thức sử dụng như nào? Thì khi anh em chơi á thì anh em lấy cái tăm bông này, anh em lấy cái kính ra. Thì khi để cái kính trong cái nước bảo quản này, anh em sẽ để thời gian sử dụng của nó rất là lâu, 3 đến 4 năm không hỏng luôn. Với cái kính này thì anh em đeo ưu điểm là êm mắt, không đau mắt, không cộn mắt, và nhìn bài là siêu nét anh em nhé. Để cách thức chơi rất là giản thôi, anh em cho lấy cái kính ra bằng cái tăm bông ra, tránh cho nó rách kính. Anh em để cái cây đeo kính này. Đây anh em nhìn như tôi làm này. Đó. Thì cái này thì không quan trọng chiều anh em nhé. Chiều nào cũng được. Đó như thế này. Sau đó anh em vành rộng mắt ra, anh em ấn vào là cái tự nó sẽ khớp vào mắt. Thì có rất nhiều câu hỏi có điện đến đại lý cho tôi hỏi là cái kính này có nhìn được xuyên bài thường không. Thì tôi cũng trả lời luôn với anh em là kính là không thể nhìn xuyên bài thường. Chỉ có bài nhà tôi làm ra thì mới nhìn thấy. Cái bài này nhà tôi làm giống hệt bài ngoài chợ luôn anh em nhé. Cái mẫu nào cũng có. Thì như trước bài anh em có thể thấy một số mẫu tôi trưng bày đây. Chẳng hạn như bài cúc áo này, rồng đỏ này, rồng vàng này. Đấy. Và cái bài WK 2001 này. Hay là bài NO0-2019 rất là phổ thông hiện nay. Bài đô la trắng, đô la vàng. Và anh em ở nước ngoài thì hay sử dụng cái bài nylon hay còn gọi là bài nhựa này. Đó. Anh em có nhu cầu alo anh em Zalo. Thì lúc nào có như tư vấn nhân viên tôi nó trực tôi tư vấn cho anh em. Đấy. Thì có một cái số ưu điểm tôi cũng nói qua này. Đeo êm mắt này, không cộn mắt này. Đấy là ưu điểm của nó rất là ok như vậy. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em cứ alo trực tiếp anh em nhé. Đấy thì kính này đeo mắt thì tôi bảo hành cho anh em trong 1 năm, khi em mua hàng em sẽ được tặng một cái kính và một cây bài như này. Để anh em về anh em chơi. Đó. Rồi xin chào tất cả các anh em. Thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro. Đấy. Và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng.
Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam, ngoài Bắc thì trên ba cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơi lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã bật cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy, 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này, cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi. Hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá là ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3, mấy báo ấy, 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5, đấy, chia là, xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi, tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Này, tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn.
đây để sẽ để liêng nhé. Đây, đây. 3 đấy, 3 người, 3 5 người chơi đang cài đặt, 5 người chơi này 3 đấy, 1, 2, 3 này, nhà 3 này, 6 này là lớn nhất, những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK 900 này các bạn. Nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo, giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK 680. Đây. Đây là con máy bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba, mình có ba bốn người chơi đấy, các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy, đấy chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1, 2, 3 này như này, đấy rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này, đấy tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào, các bạn bấm cái hương lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Đấy, test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này thì nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33 4 người chơi. Đấy các bạn ơi, quan trọng là đặt xuống này là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1, 2, 3 liêng này, 5, 6, 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn nhu cầu mua hàng, các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Thì bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này. Các bạn đeo vào đây, các bạn nó sẽ quét bài báo bài này. Đấy là phụ kiện kết nối. Hiện tại Nokia kết nối báo bài này. Đấy. Ví hay là hộp quẹt đủ hết nhé. Đây là ví. Khi các bạn chơi đến những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái này trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng, bạn liên hệ trực tiếp ra